Phẩm thứ 8, đốn tiệm. Khi ấy, tổ ở chùa Bảo Lâm ở tại Tào Khê, còn Thần Tú đại sư ở chùa Ngọc Tuyền tại Kinh Nam, bấy giờ hai tông Thạnh Hóa. Người đều gọi là Nam Năng Bắc Tú, nên có hai tông Nam Bắc chia ra đốn tiệm mà người học không biết tông thú. Tổ bảo chúng rằng pháp vốn một tông, người có Nam Bắc, pháp tức một thứ, thấy có mau và chậm, sao gọi là đốn tiệm? Pháp không có đốn tiệm, người có lợi căn, độn căn nên gọi là đốn tiệm. Nhưng đồ đệ của ngài Thần Tú thường chê tổ sư Nam Tông là không biết một chữ, có cái gì hay. Thần Tú nói rằng, kia tổ Huệ Năng được trí vô sư, thâm ngộ được pháp thượng thừa, tôi không bằng vậy. Và lại thầy tôi là ngũ tổ, chính ngài truyền y pháp, há lại xương ư? Tôi hận không thể đi xa để thân cận, luống thọ ân quốc vương. Vậy những người các ông không nên kẹt ở đây, nên đến Tào Khê tham hỏi. Một hôm ngài sai đệ tử là Trí Thành rằng, ông thông minh nhiều trí nên vì tôi mà đến Tào Khê nghe pháp. Nếu nghe được điều gì hết lòng ghi lấy trở về nói cho tôi nghe. Trí Thành vâng mệnh đến Tào Khê, theo chúng tham thỉnh, không nói từ đâu đến. Khi ấy lục tổ bảo chúng rằng, ngày nay có người trộm pháp đang ẩn trong hội này. Trí Thành liền ra lễ bái và thưa đầy đủ việc của ông. Tổ bảo ông từ Ngọc Tuyền lại nên là kẻ do thám. Trí Thành đáp không phải, tổ hỏi sao được không phải. Trí Thành thưa chưa nói là phải, đã thưa rồi là không phải. Tổ bảo thấy ông dùng cái gì chỉ dạy chúng. Trí Thành thưa thường chỉ dạy đại chúng trụ tâm quán tịnh, thường ngồi chẳng nằm. Tổ bảo trụ tâm quán tịnh là bệnh chứ không phải thiền, thường ngồi là câu chấp nơi thân, đối với lý có lợi ích gì? Hãy lắng nghe bài kệ của tôi đây. Khi sống ngồi không nằm, khi chết nằm không ngồi, vốn là đầu xương thúi, vì sao lập công khóa? Sanh lai tọa bất ngọa, tử khứ ngọa bất tọa, nguyên thị xú cốt đầu, hà vi lập công khóa? Chí Thành tại lại lễ bái thưa rằng, đệ tử ở chỗ đại sư Thần Tú học đạo 9 năm mà không được khế ngộ. Ngày nay nghe hòa thượng nói một bài kệ liền khế ngộ được bản tâm, sanh tử là việc lớn. Đệ tử xin hòa thượng vì lòng đại bi chỉ dạy thêm. Tổ bảo tôi nghe thầy ông dạy học nhân pháp giới định tuệ. Chưa biết thầy ông nói giới định tuệ hành tướng như thế nào, ông vì tôi nói xem. Chí Thành thưa, đại sư Thần Tú nói các điều ác chớ làm gọi là giới, các điều thiện vâng làm gọi là tuệ, tự tịnh ý mình gọi là định. Ngài Thần Tú nói như thế, chưa biết hòa thượng lấy pháp gì dạy người. Tổ bảo, nếu tôi nói có pháp cho người, tức là nói dối ông, chỉ tùy phương mở trói, giả danh là tam muội. Như thầy ông nói giới định tuệ thật là không thể nghĩ bàn, nhưng chỗ thấy giới định tuệ của tôi lại khác. Chí Thành thưa, giới định tuệ chỉ là một thứ, vì sao lại có khác? Tổ bảo, thầy ông nói giới định tuệ là tiếp người đại thừa, còn tôi nói giới định tuệ là tiếp người tối thượng thừa, ngộ hiểu chẳng đồng, thấy có mau và chậm. Ông nghe tôi nói cùng với kia đồng hay chăng? Tôi nói pháp chẳng lìa tự tánh, lìa thể nói pháp thì gọi là nói tướng, tự tánh thường mê, phải biết tất cả muôn pháp đều từ nơi tự tánh khởi dụng, ấy là pháp chân giới, chân định, chân tuệ. Hãy lắng nghe tôi nói kệ đây. Đất tâm không lỗi tự tánh giới, đất tâm không si tự tánh tuệ, đất tâm không loạn tự tánh định, chẳng tăng chẳng giảm tự kim cang, thân đến thân đi vốn tam muội. Tâm địa vô phi tự tánh giới, tâm địa vô si tự tánh tuệ, tâm địa vô loạn tự tánh định, bất tăng bất giảm tự kim cang, thân khứ thân lai bản tam muội. Chí Thành nghe kệ rồi hối tạ, mới chỉnh một bài kệ: năm uẩn thân huyễn hóa, huyễn làm sao cứu kính, xoay lại tìm chân như, pháp trở thành bất tịnh. Ngũ uẩn huyễn thân, huyễn hà cứu kính, hồi thú chân như, pháp hoàn bất tịnh. Tổ liền ấn khả đó, lại bảo Chí Thành rằng, giới định tuệ của thầy ông là khuyên dạy người tiểu căn tiểu trí, còn giới định tuệ của tôi là dạy người đại căn đại trí. Nếu ngộ được tự tánh cũng chẳng lập bồ đề niết bàn, cũng chẳng lập giải thoát tri kiến, không một pháp có thể được mới hay dựng lập muôn pháp. Nếu hiểu được ý này cũng gọi là thân Phật, cũng gọi là bồ đề niết bàn, cũng gọi là giải thoát tri kiến. Người thấy tánh lập cũng được, không lập cũng được, đi lại tự do không bị trệ ngại, ứng dụng tùy việc làm, nói năng tùy đáp, khắp hiện hóa thân, chẳng lìa tự tánh, liền được tự tại thần thông du hí tam muội, ấy gọi là kiến tánh. Chí Thành lại thưa, thế nào là nghĩa chẳng lập? Tổ bảo, tự tánh không lỗi, không si, không loạn, niệm niệm bát nhã quán chiếu, thường lìa pháp tướng, tự do tự tại, dọc ngang chọn được, có gì nên lập?
tự tánh tự ngộ, đốn ngộ, đốn tu cũng không thứ lớp, cho nên chẳng lầm tất cả pháp. Các pháp là lặng lẽ, có thứ lớp gì? Chí Thành liền lễ bái, nguyện làm người hầu hạ sớm chiều không lười mỏi. Chí Thành là người Thái Hòa, Cát Châu. Tăng Chí Triệt quê ở Giang Tây, họ Trương tên Hành Dương, thuở nhỏ là một hiệp khách. Từ khi chia ra hai tông Nam Bắc, hai vị tông chủ tuy quên bỉ ngã nhưng đổ chúng tranh nhau khởi yêu ghét. Khi ấy đệ tử của Bắc Tông tự lập Ngài Thần Tú làm tổ thứ sáu mà kỵ, vì lục tổ được truyền y mọi người đều nghe nên mới dạy Hành Dương đến ám sát lục tổ. Tổ Tâm Thông dự biết việc ấy nên liền để 10 lượng vàng ở dưới tòa. Khi ấy ban đêm Hành Dương vào trong thất toan muốn hại tổ, tổ đưa cổ cho chém, Hành Dương liền vung kiếm chặt 3 lần đều không thương tổn. Tổ bảo kiếm tránh chẳng tà, kiếm tà chẳng tránh, chỉ nợ vàng của ông không nợ mạng của ông. Hành Dương hoảng hốt té xỉu, dây lâu mới tỉnh cầu xin sám hối, liền nguyện xuất ra. Tổ liền cho vàng bảo ông hãy đi, e đổ chúng trở lại hại ông. Một ngày khác ông có thể đổi hình dáng mà trở lại, tôi sẽ nhận ông. Hành Dương vâng lời dạy, giữa đêm trốn đi. Sau theo tăng xuất gia thọ giới cụ túc, tinh cần tu hành. Một hôm ông nhớ lại lời tổ, từ xa đến lễ ra mắt tổ. Tổ bảo tôi nhớ ông đã lâu, sao ông đến muộn vậy? Hành Dương thưa, trước nhờ ơn hòa thượng xá tội, ngày nay tuy xuất gia khổ hạnh, chọn khó đền đáp ơn đức, đâu mong được truyền pháp độ sanh ư. Đệ tử thường xem kinh Niết Bàn, chưa hiểu được nghĩa thường và vô thường, cúi xin hòa thượng từ bi lược phì giảng nói. Tổ bảo vô thường tức là Phật tánh, hữu thường tức là tâm phân biệt tất cả pháp thiện ác vậy. Hành Dương thưa rằng hòa thượng nói pháp rất trái với văn kinh. Tổ bảo ta được truyền tâm ấn của Phật, đâu dám trái với kinh Phật. Hành Dương thưa kinh nói Phật tánh là thường, hòa thượng lại nói là vô thường, các pháp thiện ác cho đến tâm bồ đề đều là vô thường mà hòa thượng lại nói là thường, đây tức là trái nhau, khiến cho học nhân càng thêm nghi ngờ. Tổ bảo kinh Niết Bàn thuở xưa tôi có nghe Ni Vô Tận Tạng đọc một lần, liền vì bà giảng nói không có một chữ, không nghĩa nào không hiệp với văn kinh, cho đến vì ông nói cũng chọn không có hai thuyết. Hành Dương thưa, học nhân thức lượng cạn tối, cuối mong hòa thượng lượng theo mà tử bi khai thị. Tổ bảo, ông biết chăng, Phật tánh nếu thường lại nói gì là các pháp thiện ác, cho đến cùng kiếp không có một người phát tâm bồ đề, nên tôi nói là vô thường, mà chính là đạo chân thường của Phật nói. Lại tất cả pháp nếu là vô thường, tức mỗi vật đều có tự tánh, dung thọ sanh tử mà tánh chân thường có chỗ bất biến, nên tôi nói thường, chính là Phật nói nghĩa chân vô thường. Phật xưa vì phàm phu ngoại đạo chấp tà thường, còn các hàng nhị thừa thường chấp, thường mà chấp là vô thường, cộng thành tám thứ điên đảo, nên trong giáo lý liễu nghĩa kinh Niết Bàn phá thiên kiến kia mà hiển bày chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Nay ông y theo lời nói mà trái với nghĩa, dùng đoạn diệt vô thường và xác định cái tử thường mà lầm hiểu lời nói mầu nhiệm viên diệu tối hậu của Phật, dù có xem 1000 biến kinh thì có lợi ích gì? Hành Dương bỗng nhiên đại ngộ liền nói kệ rằng, vì giữ tâm vô thường, Phật nói có tánh thường, không biết được phương tiện như ao xuân mỏ gạch. Nay tôi chẳng thi công mà Phật tánh hiện tiền, không phải thầy trao cho, tôi cũng không sở đắc. Nhân thủ vô thường tâm, Phật thuyết hữu thường tánh. Bất tri phương tiện già, du xuân chỉ thập lịch, ngã kim bất thi công, Phật tánh nhi hiện tiền, phi sư tương thọ giữ, ngã diệt vô sở đắc. Tổ bảo, nay ông mới triệt vậy, nên đặt tên ông là Chí Triệt. Chí Triệt lễ tạ mà lui. Có một chú bé tên là Thần Hội, ở Tương Dương, con nhà họ Cao, 13 tuổi, từ chùa Ngọc Tuyền đến tham lễ. Tổ hỏi, tri thức từ xa nhọc nhằn đến, lại đem được cái gốc đến chăng? Nếu có gốc thì nên biết được ông chủ, thử nói xem. Thần Hội thưa, lấy vô chủ làm gốc, thấy tức là chủ. Tổ bảo, ông sa di này đâu nên nói như thế. Thần Hội liền hỏi, hòa thượng tọa thiền lại thấy hay chẳng thấy? Tổ cầm gậy đánh 3 gậy hỏi, tôi đánh ông đau hay chẳng đau? Thần Hội đáp, cũng đau cũng không đau. Tổ bảo, tôi cũng thấy cũng chẳng thấy. Thần Hội hỏi, thế nào là cũng thấy cũng chẳng thấy? Tổ bảo, chỗ thấy của tôi thường thấy những lỗi lầm nơi tâm mình, không thấy phải quấy tốt xấu của người khác, ấy do cũng thấy mà cũng chẳng thấy. Ông nói cũng đau cũng chẳng đau là thế nào? Nếu ông chẳng đau thì đồng như cây đá, nếu ông đau thì đồng với phàm phu, tức khởi sân hận. Ông về trước thấy và chẳng thấy là hai bên, đau chẳng đau là sanh diệt,
ông tự tánh lại chẳng thấy mà dám đùa với người. Thần hội đền lễ bái sám hối, tổ lại nói, tâm ông nếu mê chẳng thấy, thì hỏi thiện tri thức để tìm đường. Còn tâm ông nếu ngộ, tức tự thấy tánh, y pháp tu hành, ông tự mê không thấy tâm mình, trở lại hỏi ta thấy cũng chẳng thấy, ta thấy thì tự biết, há thay cái mê của ông. Nếu ông tự thấy, cũng chẳng thay được cái mê cho ta, sao chẳng tự biết tự thấy, mà hỏi ta thấy cũng chẳng thấy. Thần hội lại lễ hơn 100 lại, xin sám hối tội lỗi, rồi siêng năng hầu hạ bên cạnh không rời. Một hôm tổ bảo chúng, tôi có một vật không đầu, không đuôi, không danh, không tự, không lưng, không mặt, các người lại biết chăng? Thần hội bước ra nói rằng, ấy là bản nguyên của chư Phật, là Phật tánh của thần hội. Tổ bảo, tôi đã nói với ông không danh không tự, ông liền gọi là bản nguyên, là Phật tánh. Ông nhằm đi lấy cỏ tranh che đầu, cũng chỉ thành cái hạng tông đồ của tri giải. Sau khi tổ diệt độ, ngài thần hội vào kinh lạc, hoằng truyền pháp đốn giáo Tảo Khê, viết quyển hiển tông ký, thạnh hạnh ở đời, gọi là thiền sư Hà Trạch. Tổ thấy các tông nạn vấn nhau, đều khởi tâm ác, phần nhiều nhóm ở dưới hít tòa của tổ. Ngài thương xót mới bảo rằng, người học đạo, tất cả niệm thiện, niệm ác nên phải dẹp sạch, không tên, có thể gọi, ấy gọi là tự tánh, tánh không hai ấy gọi là thật tánh. Trên thật tánh dựng lập tất cả giáo môn, nghe lời nói liền phải tự thấy. Các người nghe nói, thảy đều làm lễ, xin thờ ngài làm thầy. Phẩm thứ 9, tuyên chiếu, niên hiệu thần long năm đầu, 705. Vào ngày rằm tháng giêng, vua Trung Tông và Tắc Thiên ban chiếu rằng, trẫm thỉnh hai sư An và Tú vào trong cung cúng dường, mỗi khi rảnh việc thì nghiên cứu về nhất thừa. Hai sư đều nhường rằng, phương Nam có Huệ Năng thiền sư được mật trao pháp y của đại sư Hoằng Nhẫn, được truyền Phật tâm ấn nên thỉnh người đến thưa hỏi. Nay sai nội thị Tiết Giản mang chiếu nghinh thỉnh, mong thầy tử niệm chóng đến kinh đô. Tổ dâng biểu tử bệnh, nguyện trọn đời ở nơi rừng núi. Tiết Giản thưa, ở kinh thành các thiền đức đều nói rằng, muốn được hội đạo ắt phải tọa thiền tập định. Nếu chẳng nhân nơi thiền định mà được giải thoát là chưa từng có vậy, chưa biết thầy nói pháp như thế nào. Tổ bảo, đạo do tâm mà ngộ, há tại ngồi sao? Kinh nói, nếu nói Như Lai hoặc ngồi hoặc nằm, ấy là người hành tà đạo. Vì cớ sao? Không từ đâu lại cũng không có chỗ ngồi, chỗ đi, không sanh, không diệt. Ấy là Như Lai thanh tịnh thiền, các pháp rỗng lặng, ấy là Như Lai thanh tịnh tòa. Cứu kính không chứng, há lại có ngồi ư? Tiết Giản thưa, đệ tử trở về kinh, chúa thượng át hỏi, cuối mong thầy tử bi chỉ bày tâm yếu, để tâu lại hai cung và những người học đạo ở kinh thành. Ví như một ngọn đèn, 100.000 ngọn đèn, chỗ tối đều được sáng, sáng mãi không cùng. Tổ bảo, đạo không có sáng tối ấy là nghĩa thay nhau, sáng mãi không cùng cũng có ngày hết, và vì đối đãi mà lập tên. Kinh Tịnh Danh nói, pháp không có so sánh, vì không có đối đãi. Tiết Giản thưa, sáng dụ cho trí tuệ, tối dụ cho phiền não. Người tu đạo như chẳng dùng trí tuệ chiếu phá phiền não, thì cái sanh tử từ vô thủy nương vào đâu mà ra khỏi. Tổ bảo, phiền não tức là bồ đề, không hai không khác. Nếu dùng trí tuệ chiếu phá phiền não, đây là kiến giải của hàng nhị thừa, căn cơ xe nai xe dê, còn những bậc thượng trí đại căn ắt không như thế. Tiết Giản thưa, thế nào là kiến giải đại thừa? Tổ đáp, mình cùng với vô minh phàm phu thấy hai, người trí rõ xuất tánh nó không hai, tánh không hai tức là thật tánh. Thật tánh ở phàm ngu mà chẳng giảm, ở hiện thánh mà chẳng tăng, trụ trong phiền não mà không loạn, ở trong thiền định mà chẳng lặng lẽ, chẳng đoạn chẳng thường, chẳng đến chẳng đi, chẳng ở khoảng giữa và trong ngoài, không sanh không diệt, tánh tướng như như, thường trụ chẳng đổi, gọi đó là đạo. Tiết Giản thưa, thầy nói chẳng sanh chẳng diệt đâu khác với ngoại đạo. Tổ bảo, ngoại đạo nói chẳng sanh chẳng diệt là đem cái diệt để dừng cái sanh, lấy cái sanh để bày cái diệt. Diệt vẫn chẳng diệt, sanh nói không sanh, ta nói chẳng sanh chẳng diệt, vốn tự không sanh, nay cũng chẳng diệt, cho nên không đồng với ngoại đạo. Nếu ông muốn biết tâm yếu, chỉ tất cả thiện ác, chọn chớ suy nghĩ, tự nhiên được vào tâm thể thanh tịnh, lặng lẽ thường tịch, diệu dụng hàng xa. Tiết Giản nhờ chỉ dạy hoát nhiên đại ngộ, lễ từ trở về cung, dâng biểu tâu lên những lời của tổ. Ngày mùng 3 tháng 9 năm ấy, có chiếu tưởng dụ sư rằng, thầy từ vì già bệnh, vì trẫm mà tu hành, làm phước điển cho đất nước. Thầy cũng như ngài Tịnh Danh già bệnh, nơi thành Tỳ Gia để xiển dương đại thừa, truyền tâm chư Phật, nói pháp bất nhị.
Tiết Giản truyền lại lời thầy chỉ dạy tri kiến Như Lai, chẵm chứa được nhiều công đức lành, gieo được hạt giống lành đời trước mới gặp thầy ra đời, đốn ngộ pháp thượng thừa, cảm ơn đức thầy, đầu đội không thôi, cùng dâng chiếc ma nạp ca sa và bát thủy tinh, sắc cho thứ sử Thiểu Châu sửa sang lại chùa và ban hiệu chùa cũ thầy ở là chùa Quốc Ân. 10. Phó Trúc. Một hôm, tổ gọi đệ tử là Pháp Hải, Trí Thành, Pháp Đạt, Thần Hội, Trí Thường, Trí Thông, Trí Triệt, Trí Đạo, Pháp Chân, Pháp Như, vân vân, bảo rằng: các ông không đồng với những người khác, sau khi tôi diệt độ, mỗi người làm thầy một phương. Nay tôi dạy các ông nói pháp không mất bản tông, trước phải dùng ba khoa pháp môn, động dụng thành 36 đối, ra vào tức lìa hai bên, nói tất cả pháp chớ lìa tự tánh. Chợt có người hỏi pháp, ông xuất lời nói chọn trong đối đãi, đều lấy pháp đối đi lại làm nhân cho nhau, cứu kính hai pháp thảy đều trừ, lại không có chỗ đi. Ba khoa pháp môn là ấm giới nhập vậy, ấm là ngũ ấm, sắc thọ tưởng hành thức, nhập là thập nhị nhập, ngoài có sáu trần là sắc thanh hương vị xúc pháp, trong có sáu cửa là mắt tai mũi lưỡi thân ý, giới là thập bát giới, sáu trần sáu cửa và sáu thức. Tự tánh hay gồm muôn pháp gọi là hàm tàng thức, nếu khởi suy nghĩ tức là chuyển thức sanh sáu thức ra sáu cửa, thấy sáu trần như thế thành 18 giới đều từ nơi tự tánh khởi dụng. Tự tánh nếu tà thì khởi 18 tà, tự tánh nếu chánh thì khởi 18 chánh, gồm ác dụng tức là dụng chúng sanh, thiện dụng tức là dụng Phật. Dụng do những gì? Do tự tánh mà có. Đối pháp ngoại cảnh vô tình có năm đối: trời cùng đất đối, mặt trời cùng mặt trăng đối, sáng cùng tối đối, âm cùng dương đối, nước cùng lửa đối, đây là năm đối. Pháp tướng ngữ ngôn có 12 đối: ngữ cùng pháp đối, có cùng không đối, có sắc cùng không sắc đối, có tướng cùng không tướng đối, hữu lậu cùng vô lậu đối, sắc cùng không đối, động cùng tịnh đối, trong cùng đục đối, phàm cùng thánh đối, tăng cùng tục đối, già cùng trẻ đối, lớn cùng nhỏ đối, đây là 12 đối vậy. Tự tánh khởi dụng có 19 đối: dài cùng ngắn đối, tà cùng chánh đối, si cùng tuệ đối, ngu cùng trí đối, loạn cùng định đối, từ cùng độc đối, giới cùng lỗi đối, thẳng cùng cong đối, thật cùng hư đối, hiểm cùng bình đối, phiền não cùng bồ đề đối, thường cùng vô thường đối, bi cùng hại đối, hỷ cùng sân đối, xả cùng bòn sẻn đối, tiến cùng thối đối, sanh cùng diệt đối, pháp thân cùng sắc thân đối, hóa thân cùng báo thân đối, đây là 19 pháp đối vậy. Tổ bảo 36 pháp đối này nếu hiểu mà dùng tức là đạo, quán xuyến tất cả kinh pháp, ra vào tức lìa hai bên, tự tánh động dụng cùng người nói năng, ngoài đối với tướng mà lìa tướng, trong đối với không mà lìa không. Nếu toàn chấp tướng tức là tăng trưởng tà kiến, nếu toàn chấp không tức tăng trưởng vô minh. Người chấp không là có chê bai kinh, nói thẳng chẳng dùng văn tự, đã nói chẳng dùng văn tự thì người cũng chẳng nên nói năng. Chỉ lời nói năng này liền là tướng văn tự. Lại bảo nói thẳng chẳng lập văn tự, tức hai chữ chẳng lập này cũng là văn tự. Thấy người nói liền chê bai người ta nói là chấp văn tự. Các ông nên biết tự mình mê thì còn khả dĩ lại chê bai kinh Phật. Không nên chê bai kinh vì đó là tội chướng vô số. Nếu chấp tướng bên ngoài mà tác pháp cầu chân, hoặc rộng lập đạo tràng, nói lỗi lầm có không, những người như thế nhiều kiếp không thể thấy tánh. Chỉ nghe y pháp tu hành, lại chớ có trăm vật chẳng nghĩ, mà đối với đạo tánh sanh chướng ngại. Nếu nghe nói chẳng tu khiến người biến sanh tà niệm, chỉ y pháp tu hành bố thí pháp mà không chủ tướng. Các ông nếu ngộ, y đây mà nói, y đây mà dùng, y đây mà hành, y đây mà tạo tác, tức không mất bản tông. Nếu có người hỏi nghĩa ông, hỏi có thì đem không đáp, hỏi không thì đem có đáp, hỏi phàm thì đem thánh đáp, hỏi thánh lấy phàm đáp. Hai bên làm nhân cho nhau, sinh ra nghĩa trung đạo. Như hỏi một, một hỏi một đáp, bao nhiêu câu hỏi khác đều y đây mà khởi tác dụng, tức không mất chân lý. Giả sử có người hỏi sao gọi là tối thì đáp rằng sáng là nhân, tối là duyên. Sáng mất tức là tối, dùng sáng để hiển tối, dùng tối để hiển sáng, qua lại làm nhân cho nhau, thể nghĩa trung đạo. Ngoài ra hỏi những câu khác, thầy đều như đây mà đáp. Các ông về sau chuyển pháp y đây mà chỉ dạy cho nhau, chớ làm mất tông chỉ. Vào niên hiệu Thái Cực, năm Nhâm Tý, Diên Hòa. Năm Nhâm Tý niên hiệu Thái Cực, tháng 5 cải nguyên Diên Hòa, tháng 8 cải nguyên Tiên Thiên, tháng 7, 712 Dương Lịch. Tổ sai đệ tử
Đến Tân Châu, chùa Quốc Ân dựng tháp và khiến thợ khởi công cấp. Năm kế cuối mùa hạ lạc thành, ngày mùng 1 tháng 7, tụ họp đồ chúng bảo rằng: "Tôi đến tháng 8 muốn lìa thế gian, các ông có nghi phải hỏi nhau sớm. Tôi vì các ông phá nghi, khiến các ông rất mê. Nếu tôi đi rồi, sao có không người dạy? Sao không có người dạy các ông?" Ngài Pháp Hải vân vân, nghe tổ nói thầy đều rơi lệ, chỉ có thần hội thần tỉnh bất động, cũng không có khóc. Tổ bảo: "Thần hội tiểu sư lại được thiện bất thiện cùng là đồng, khen chê chẳng động, vui buồn chẳng sanh, ngoài ra đều không được. Ở trong núi mấy năm cứu kính tu đạo gì, nay các ông buồn khóc là vì lo cho ai? Nếu lo ta chẳng biết chỗ đi thì ta tự biết chỗ đi, nếu ta chẳng biết chỗ đi thì chọn không báo trước cho các ông. Các ông buồn khóc bởi vì chẳng biết chỗ đi của ta, nếu biết chỗ đi của ta tức không nên buồn khóc. Pháp tánh vốn không sanh diệt đi lại. Các ông ngồi đây, ta sẽ vì các ông nói một bài kệ gọi là chân giả động tịnh kệ. Các ông tụng bài này cùng với ta ý đồng, ý đây mà tu hành thì không mất tông chỉ." Chúng tăng đều làm lễ, tổ nói kệ rằng: "Tất cả không có chân, chẳng do thấy nơi chân. Nếu thấy được cái chân, thấy đó chọn không chân. Nếu hay tự có chân, lìa giả tức tâm chân. Tự tâm không lìa giả, không chân chỗ nào chân. Hữu tình tức biết động, vô tình tức không động. Nếu tu hành bất động, đồng vô tình bất động. Nếu tìm chân bất động, trên động có bất động. Bất động là bất động, vô tình không Phật tánh. Hay khéo phân biệt tướng đệ nhất nghĩa bất động. Chỉ khởi cái thấy này là dụng của chân như. Bảo những người học đạo gắng sức phải dụng tâm, chớ đối pháp đại thừa, lại chấp trí sanh tử. Nếu bàn luận tương ưng, liền cùng bàn nghĩa Phật. Nếu thật không tương ưng, chấp tay khiến hoan hỷ. Tông này vốn không tranh, tranh tức mất ý đạo. Chấp nghịch tranh pháp môn, tự tánh vào sanh tử. Nhất thiết vô hữu chân, bất dĩ kiến ư chân. Nhược kiến ư chân giả, thị kiến tật phi chân. Nhược năng tự hữu chân, ly giả tức tâm chân. Tự tâm bất ly giả, vô chân hà xứ chân. Hữu tình tức giải động, vô tình tức bất động. Nhược tu bất động hạnh, đồng vô tình bất động. Nhược bích chân bất động, động thượng hữu bất động. Bất động thị bất động, vô tình vô Phật chủng. Năng thiện phân biệt tướng, đệ nhất nghĩa bất động. Đản tác như thử kiến, tức thị chân như dụng. Báo chư học đạo nhân, nỗ lực tu dục ý. Mạc ư đại thừa môn, khước chấp sanh tử trí. Nhược ngôn hạ tương ưng, tức cộng luận Phật nghĩa. Nhược thật bất tương ưng, hiệp trưởng linh hoan hỷ. Thử tông bổn vô tránh, tránh tức thất đạo ý. Chấp nghịch tránh pháp môn, tự tánh nhập sanh tử. Khi ấy đổ chúng nghe tổ nói kệ rồi, thầy đều làm lễ, biết rõ ý tổ. Mỗi người nhiếp tâm y theo pháp tu hành, lại không dám tranh cãi. Biết tổ không còn ở đời bao lâu, thượng tọa Pháp Hải lại đảnh lễ hỏi rằng: "Sau khi hòa thượng nhập diệt, y pháp sẽ trao cho người nào?" Tổ bảo: "Tôi ở chùa Đại Phạm nói pháp cho đến ngày nay, sao chép để lưu hành, gọi là Pháp Bảo Đàn Kinh. Các ông gìn giữ truyền trao cho nhau, độ các quần sanh, chỉ y nơi lời nói này, ấy gọi là chánh pháp. Nay vì các ông nói pháp chớ chẳng trao y, bởi vì các ông tín căn đã thuận thục, quyết định không còn nghi ngờ, kham nhận được đại sự. Nhưng cứ theo ý bài kệ phó thọ của sơ tổ Đạt Ma, y không nên truyền, kệ rằng: Ta đến ở cõi này, truyền pháp cứu mê tình, một hoa nở năm cánh, kết quả tự nhiên thành. Ngô Bản Lai Tư Độ, truyền pháp cứu mê tình, nhất hoa ngũ khai diệp, kết quả tự nhiên thành." Tổ lại bảo các thiện tri thức: "Các ông mỗi người nên tĩnh tâm lắng nghe tôi nói pháp. Nếu muốn thành tựu chủng trí, phải đạt được nhất tướng tam muội và nhất hạnh tam muội. Nếu ở tất cả chỗ mà không trụ tướng, ở trong tướng kia không sanh yêu ghét, cũng không thủ xả, chẳng nghĩ các việc lợi ích thành hoại, vân vân, an nhàn điềm tịnh, hư dung đạm bạc, đây gọi là nhất tướng tam muội. Nếu ở tất cả chỗ đi đứng nằm ngồi thuần một trực tâm, không động đạo tràng, chân thành tịnh độ, đây gọi là nhất hạnh tam muội. Nếu người đủ hai tam muội này như đất đã có chứa hạt giống, nuôi dưỡng lớn lên thành thục được hạt kia, nhất tướng nhất hạnh cũng là như thế. Này tôi nói pháp ví như khi mưa ướt khắp cả quả đất, Phật tánh của các ông ví như là hạt giống gặp được sự thấm ướt này thảy đều phát sanh. Nhưng lời chỉ dạy của tôi quyết định được bồ đề, y theo hạnh của tôi quyết định chứng được diệu quả. Hãy nghe tôi nói kệ. Đất tâm chứa hạt giống, mưa dưới thảy nảy mầm, đốn ngộ hoa tỉnh rồi, quả bồ đề tự thành. Tâm địa hàm chư trùng,
Phổ Vũ Tất Giai Manh, Đốn Ngộ Hoa Tỉnh Dĩ, Bồ Đề Quả Tự Thành. Tổ nói kệ rồi bảo, pháp kia không hai, tâm kia cũng vậy, đạo kia thanh tịnh cũng không các tướng, các ông chớ dè dặt, chớ quán tịnh và để tâm kia không, tâm này vốn tịnh không nên thủ xà, mỗi người tự nỗ lực tùy duyên đi vui vẻ. Khi ấy cả thảy chúng đều làm lễ thối lui. Đến ngày mùng 8 tháng 7, tổ chợt bảo đệ tử rằng, tôi muốn trở về Tân Châu, các ông hãy chóng sửa sang thuyền chèo. Đại chúng đều buồn bã, cố cầm tổ ở lại. Tổ bảo chư Phật xuất hiện, còn phải thị tịch Niết Bàn, có lại tất có đi, lý vẫn thường nhiên, hình hài của tôi đây, trở về ắt có chỗ. Chúng thưa, thầy từ đây đi, bao giờ mới trở về? Tổ bảo lá dụng về cội, trở lại không hẹn ngày. Lại hỏi rằng chánh pháp nhãn tạng truyền trao cho người nào? Tổ bảo người có đạo thì được, người không tâm thì thông. Lại hỏi về sau có nạn hay chăng? Tổ bảo tôi diệt độ khoảng 5-6 năm, sẽ có một người đến cắt đầu của tôi, nghe tôi huyền ký rằng trên đầu nuôi thân, nơi miệng để ăn, gặp nạn họ Mãn, Dương Liễu làm quan. Đầu thượng dưỡng thân, khẩu lý tu san, Ngộ Mãn chi nạn, Dương Liễu vi quan. Lại nói tôi đi khoảng 70 năm, có hai vị Bồ Tát từ phương Đông lại, một người xuất gia, một người tại gia, đồng thời hương hóa dựng lập tông tôi, kiến thiết những ngôi giả lam, xương long cho chánh pháp tiếp nối. Hỏi, chưa biết từ trước Phật Tổ ứng hiện đến nay sự chuyển thọ được bao nhiêu đời, mong ngài thương xót chỉ dạy. Tổ bảo, cổ Phật hiện ra đời đã vô số lượng không thể kể hết, nay kể từ bảy Đức Phật làm đầu, thuộc quá khứ kiếp trang nghiêm có Phật Tỷ Bà Thi, Phật Thi Khí, Phật Tỷ Xá Phù. Hiện kiếp này có Phật Câu Lưu Tôn, Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, Phật Ca Diếp và Phật Thích Ca Văn. Đó là bảy Đức Phật, nay do Đức Phật Thích Ca Văn đầu tiên truyền cho Tôn giả Maha Ca Diếp. Tổ thứ hai là A Nan, tổ thứ ba là Thương Na Hòa Tu, tổ thứ tư là Yêu Ba Cúc Đa, tổ thứ năm là Đề Đa Ca, tổ thứ sáu là Di Giá Ca, tổ thứ bảy là Bà Tu Mật Đa, tổ thứ tám là Phật Đà Nan Đề, tổ thứ 9 là Phục Đà Mật Đa, tổ thứ 10 là Hiếp Tôn Giả, tổ thứ 11 là Phú Na Dạ Sa, tổ thứ 12 là Mã Minh, tổ thứ 3 là Ca Tỷ Ma La, tổ thứ 14 là Long Thọ, tổ thứ 15 là Ca Na Đề Bà, tổ thứ 16 là La Hầu La Đa, tổ thứ 17 là Tăng Già Nan Đề, tổ thứ 18 là Già Gia Xá Đa, tổ thứ 19 là Kiêu Ma La Đa, tổ thứ 20 là Xà Dạ Đa, tổ thứ 21 là Bà Tu Bản Đầu, tổ thứ 22 là Ma Na La, tổ thứ 23 là Hạc Lạc Ca, tổ thứ 24 là Sư Tử, tổ thứ 25 là Bà Xá Tư Đa, tổ thứ 26 là Bất Như Mật Đa, tổ thứ 27 là Bát Nhã Đa La, tổ thứ 28 là Bồ Đề Đạt Ma, ngài cũng là sơ tổ ở Trung Hoa. Tổ thứ 29 là Huệ Khả, tổ thứ 30 là Tăng Sán, tổ thứ 31 là Đạo Tín, tổ thứ 32 là Hoàng Nhẫn, Huệ Năng là tổ thứ 33. Từ trước chư tổ mỗi vị đều có bẩm thừa, các ông về sau phải theo thứ tự truyền trao chớ khiến sai lầm. Năm thứ 2, niên hiệu Tiên Thiên 713 dương lịch. Năm Quý Sử ngày mùng 3 tháng 8 tháng 12 năm ấy đổi là Khai Nguyên, tổ ở tại chùa Quốc Ân sau buổi ngọ trai bảo các đồ chúng rằng: các ông mỗi người cứ ngồi y chỗ cũ, tôi cùng các ông từ biệt. Ngài Pháp Hải bạch rằng: Hòa thượng để lại giáo pháp gì khiến cho những người mê đời sau được thấy Phật tánh? Tổ bảo: các ông lắng nghe, những người mê đời sau nếu biết chúng sanh tức là Phật tánh, nếu chẳng biết chúng sanh muôn kiếp tìm Phật cũng khó gặp. Nay tôi dạy các ông biết tự tâm chúng sanh, thấy tự tâm Phật tánh, muốn cầu thấy Phật, chỉ biết chúng sanh, chỉ vì chúng sanh mê Phật, chẳng phải Phật mê chúng sanh. Tự tánh nếu ngộ, chúng sanh là Phật, tự tánh nếu mê, Phật là chúng sanh, tự tánh bình đẳng, chúng sanh là Phật, tự tánh tà hiểm, Phật là chúng sanh. Tâm các ông nếu hiểm khúc, tức Phật ở trong chúng sanh, một niệm bình trừng, tức là chúng sanh thành Phật. Tâm tôi tự có Phật, tự Phật đó là chân Phật, nếu tự không có tâm Phật thì chỗ nào cầu được chân Phật. Các ông tự tâm là Phật lại chớ hồ nghi, ngoài không một Phật mà hay dựng lập đều là bản tâm sanh ra muôn pháp. Nên kinh nói tâm sanh các thứ pháp sanh, tâm diệt các thứ pháp diệt. Nay tôi để bài kệ cùng các ông tử biệt gọi là tự tánh chân Phật kệ. Người đời sau biết được ý kệ này, tự thấy bản tâm tự thành Phật đạo. Kệ rằng, chân như tự tánh là chân Phật, tà kiến tam độc là ma vương,
khi tà mê ma ở trong nhà, khởi chánh kiến Phật ở trong nhà. Trong tánh tà kiến tam độc sanh, tức là ma vương đến trong nhà, chánh kiến tự trừ tâm tam độc, ma biến thành Phật thật không giả, pháp thân, báo thân và hóa thân, ba thân xưa nay là một thân, nếu nhằm trong tánh hay tự thấy, tức là nhân bồ đề thành Phật. Vốn từ hóa thân sanh tánh tịnh, tánh tịnh thường ở trong hóa thân, tánh khiến hóa thân hành chánh đạo, về sau viên mãn thật không cùng. Tánh dâm vốn là nhân tánh tịnh, trừ dâm tức là thân tánh tịnh, trong tánh mỗi tự lìa ngũ dục, thấy tánh sát na tức là chân. Đời này nếu gặp pháp đốn giáo, chợt ngộ tự tánh thấy được Phật, nếu muốn tu hành mong làm Phật, không biết nơi nào nghĩ tìm chân. Nếu hay trong tâm tự thấy chân, có chân tức là nhân thành Phật, chẳng thấy tự tánh ngoài tìm Phật, khởi tâm thầy là người đại si. Pháp môn đốn giáo nay lưu truyền, cứu độ người đời phải tự tu, bảo ông người học đạo đời sau, không thấy, không khởi thấy này rất xa xôi. Trần như tự tánh thị chân Phật, tà kiến tam độc thị ma vương, tà mê chi thời ma tại xá, chánh kiến chi thời Phật tại đường. Tánh trung tà kiến tam độc sanh, tức thị ma vương lai trụ xá, chánh kiến tự trừ tam độc tâm, ma biến thành Phật chân vô giả. Pháp thân, báo thân, cập hóa thân, tam thân bản lai thị nhất thân, nhược hướng tánh trung năng tự kiến, tức thị thành Phật bồ đề nhân, bản tùng hóa thân sanh tịnh tánh, tịnh tánh thường tại hóa thân trung, tánh sử hóa thân hành chánh đạo, đương lai viên mãn chân vô cùng. Dâm tánh bản thị tịnh tánh nhân, trừ dâm tức thị tịnh tánh thân, tánh trung các tự ly ngũ dục, cánh kiến tánh giác na thị chân, kim sanh nhập ngộ đốn giáo môn, hốt ngộ tự tánh kiến thế tôn, nhập dục tu hành mích tác Phật, bất chi hà xứ nghĩ cầu chân, nhược năng tâm trung tự kiến chân, hữu chân tức thị thành Phật nhân, bất kiến tự tánh ngoại mích Phật, khởi tâm tổng thị đại si nhân, đốn giáo pháp môn kim dĩ lưu, cứu độ thế nhân tu tự tu, báo nhữ đương lai học đạo giả, bất tác thử kiến đại du du. Tổ nói kệ rồi bảo rằng, các ông ở lại an vui, sau khi tôi diệt độ, chớ làm theo thế gian khóc lóc như mưa, nhận lễ vật điếu tang, thân mặc hiếu phục, chẳng phải là đệ tử của tôi, cũng không phải là chánh pháp, chỉ biết tự bản tâm, thấy tự bản tánh, không động không tịnh, không sanh không diệt, không đi không lại, không phải không quấy, không trụ không vãng. E các ông trong tâm mê, không hiểu ý tôi, nay lại dặn dò các ông, khiến các ông thấy tánh. Sau khi tôi diệt độ, ít theo đây tu hành, nhưng hãy tôi còn sống, nếu trái lời tôi dạy, giả sử tôi còn ở đời, cũng không có lợi ích gì. Tổ lại nói kệ rằng, ngơ ngơ không tu thiện, ngáo ngáo không làm ác, lặng lẽ dứt thấy nghe, thanh thang tâm không dính, ngột ngột tu bất thiện, đằng đằng bất tạo ác, tịch tịch đoạn kiến văn, đãng đãng tâm vô trước. Tổ nói kệ rồi ngồi ngay thẳng đến canh ba, chợt bảo đệ tử rằng tôi đi nhé, rồi im lặng mà hóa. Khi ấy mùi hương lạ đầy cả thất, có một móng trắng vòng giáp đất. Trong rừng cây cối đều biến thành màu trắng, cầm thú kêu vang bi thương. Đến tháng 11, quan liêu cùng môn nhân tăng tục ba quận Quảng, Thiều, Tân đưa nhau tới đón thân của tổ, không giải quyết được việc tranh giành, mới thắp hương khấn đảo rằng khói hương chỉ về chỗ nào là tổ về chỗ ấy. Khi ấy khói hương bay thẳng về Tào Khê. Ngày 13 tháng 11 giải thần khám và những y bác được chuyển trở về. Năm kế tháng 7 mới mở khám. Đệ tử phương biện dùng đất trầm tô lên trên. Đệ tử nhớ lại lời huyền ký sẽ bị lấy đầu của tổ, mới lấy sát lá bao quanh cổ để giữ cổ của tổ, rồi đưa vào trong tháp. Trở trong tháp có hào quang trắng hiện thẳng ra lên trên trời. Ba ngày mới tan. Thiều Châu tâu lên vua và phụng xác lập bia ghi đạo hạnh của tổ. Tổ sống 76 tuổi, 24 tuổi được truyền y, năm 39 tuổi mới thế pháp, nói pháp lợi danh 37 năm, đệ tử nối pháp 43 người, người ngộ đạo siêu phàm không biết bao nhiêu mà tính. Tín y của tổ đạt ma truyền, áo ma nạc cùng với bát báu của vua Trung Tông ban cho và tượng của phương biện đắp cùng với những đạo cụ của tổ, để tại đạo tràng Bảo Lâm lưu truyền kinh pháp bảo đàn để bày tông chỉ của tổ, Hương Long Tam Bảo và lợi ích quần sanh. Kệ hồi hướng công đức, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật tịnh, trên đèn bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ,
Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm Bồ Đề, khi bỏ báo thân này, sinh về cõi cực lạc.